Xin giới thiệu mọi người, đây là hệ thống phun mưa làm mát mái nhà sử dụng bơm Pullman đầu chuột 0.5 HP, van điện từ 34, tủ điều khiển tự động. Tới giờ tự động sẽ phun mưa làm mát. Đây là lọc AK34. Toàn bộ hệ thống nó sử dụng ống LDPE bạc và béc S2000 này trên mái nhà, phun rất chia đều. Đây là mái nhà 100m2 cho nên chúng tôi sử dụng S18 béc. Đây là giờ chúng ta yêu cầu lắp đặt đều, rất đều trên mặt trên này. Trên và dưới luôn, phun rất sập. Cái bếp S2000 này và ống LDPE bạc và độ bền trên 5 năm.